Rồi. Xanh. Vui. Mừng. Đúng rồi, xuống dòng. Vẫy chào các bạn và viết hoa. Vẫy và viết hoa. Và viết to lên. Chữ vào viết hoa. Đúng rồi. Đúng rồi. Vẫy. Vẫy chào, chào chào nhẹ. Các. Bạn. Chấm hết. Rồi, để bố xem bài này. Cái bài này thì có mấy cái chữ này là con chữ ổ này, nhìn thấy không? Chữ này có là phải viết hoa đầu chữ cờ đúng không? Một này. Rồi, chữ K này có biết viết hoa, chữ Q này cũng phải viết hoa đầu tiên là hoa. Được được, chữ Q viết như chữ in hoa trong sách ấy. Đây. Được rồi, chữ Q có thể viết như thế này. Q nha. Q còn có thể viết như này nha. Được không? Không phải. Hay là viết như thế này. Đây đây. Đây còn đây. Hay là viết như thế này. Bố biết Đây, rồi. đây không biết rồi. Bên chỗ in ngoài. À đúng rồi, thế viết đi. Được vào. Mà không biết viết hình tròn đấy. Hình tròn Thôi này. được. Đây nhá, chữ Q này chưa được này. Chữ K này viết hoa chưa biết viết này đúng không? Không nhớ à? Để bố biết không? Chữ K này. Đấy. Được không? Có biết viết không? Chưa biết à? Thôi được rồi. Chữ 1 này. Đây là nha. Chữ Q nha. Chữ K là 2, chữ K là 3 là 4 lỗi rồi. Đấy, được rồi. Thế thôi. Còn đúng hết rồi. Bây giờ con viết họ tên vào đây nhá. Rồi xong. Viết hoa, in hoa chữ đầu tiên. Đặng Việt Long vào đấy. Viết liền rồi sao viết cách xa chữ L với chữ Ong ấy. Đúng rồi bà. Thôi được rồi. Long lớp nào? Ghi vào đây. Được rồi. Thế sao vừa nãy mẹ đọc con không biết được? Con bố thấy em viết tốt mà. Sao thế? Đọc linh tinh à? Mẹ đọc linh tinh à? Thế được rồi. Bố đọc con thấy bố đọc chậm con viết được mà. Nha. Ok đấy. Tốt đấy. Cố gắng nhá.